ăn uống gì nữa. It's Nala. Đó. It's baby Nala. Coi nè. Chay ăn đi chay. Ăn cho cô chú coi kìa chay. Chicken nugget. Trời ơi. Rồi, để em cho nó ăn không? Ngon không? Yeah, chị mới tính hỏi á. No sauce. They didn't give us any sauce, but she don't like it anyway. But I asked for sauce. Oh, babe. Từ từ, để ăn xong đã mới ăn cái này là gì đây? Yogurt. Để từ từ ăn xong đã. Ngon không chay? Ngon. Trời ơi, con ăn chicken nugget like a boss. Ừ, nãy mày đi chơi vui lắm á chay. Nãy mày chơi có cái bạn kia bằng tuổi con luôn á. Cái con gì con cho cô chú coi cái con gì đó. Đang cầm cái con gì á? You thirsty? Hả? Con đang cầm con gì á chay? Mẹ khát nước quá, cho miếng nước đi. Đã à ta, trời ơi, bữa nay ăn được ăn McDonald's for dinner, very fancy. Đi ra cho miếng nước uống coi, baby. I want some water. Oh, you want some water? Ôi, no, đừng có stress nha. Trời ơi, cái nước gì kỳ vậy trời. Ôi, cái nước này không được rồi. Cái nước của McDonald's nè, mà sao nó lạc nó ấy sao? Lạc đỡ. Cái con này con gì đây? Nè, cái con này phải là cái con ở trong Lion King không? Yeah, Lion King. Can you say Nala? Daddy, say Nala. Cái này chín rồi nè. Gì bà? Để im đó đi bà, thằng chút mình đấy. Biết rồi, nhưng mà bà nói là chín rồi. Bà đâu ăn mấy rồi. Trời ơi, con nó bỏ cái hộp đó, nó chen con ấy lại kìa. Nala. Nala. Nói đi con. Nala. À, cái con này có con gái nè, phải không? Yes, it's a baby girl. Rồi quay ra coi chú quay. Ngon không? Ngon không? Con nói đi, chicken. Nugget. Chicken nugget. Cái Happy Meal này có chút xíu vậy, không biết nó bán nhiêu cái này ta. 2-3 đồng hả? They come with a little french fry and like a yogurt. But they charge more. 5 đồng mà how much? It's so $14 for both of them. One meal and one meal. Two meals. It's getting to be so expensive. McDonald's? Yeah. Everywhere. Ngon không? Con mời cô ăn với Lệ lên. Cô cũng thích chicken nugget nè. Con mời cô ăn với Lệ lên. Chạy đi. Chạy đi. Lật. Qua mở cái mai lên cho nó coi. Mở cái mai lên nhớ lên lại. Không mở mai hả? Ừ. Sợ không? That's very scary. Yeah. Even for me. Trời ơi à. Chay đang nói chuyện FaceTime với cô của Chay đó cô chú. Cô Chay thương Chay lắm, ăn rồi nó hù ma Chay miết à. That's not scary. Cô nói đi, cô nói sợ. Nói sợ đi. Nói sợ đi. Đó, đó nó mời cô kìa. Nghe nó cho em kìa. Ăn đi. Đó.
She's like, I'm not impressed with your parlor tricks. Alright, baby? I be. Okay. Do you know that reference? Wow. Man. Yeah, yeah. Thank you, baby. Cho, cho con gì đó, giờ tới con gì á? Cái gì, tới cái gì, nãy gì? Con này con thỏ, con cá, con nói đi cá. Nói cá đi con. Cá. Nói cá đi. Oh, bunny. Bunny. Con thỏ, con nói thỏ. 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 Oh, bubble gum. Can I have some? Đó. Đó kìa. Đúng là gì? That's like the perfect toy for a little kid. Hả? Ngon không con? Uống miếng nước nè, uống miếng nước vô nè. Đây đây, uống miếng nước vô. See your face. Yeah. Ồ, đã chưa? Giỏi quá. JD was so the Happy Meal was closed and it was like folded over like this. She figured out how to open it and then she started eating. And then trời ơi. Then she opened this box but she caught her finger and she was like ah! And then she I'm like, "What are you doing back there?" And then she pulled it out. And she's like, ba Jay đang kể là nãy là đi mua đồ ăn về là đưa cho Jay là Jay nãy Jay lén ăn đó. Jay lén ăn mà ăn chưa được. Trời ơi, con ngồi ăn kìa, ăn ngon lành chưa? Baby, had to go all the way to Pontiac Trail in Maple. The CVS is the closest place that has it. You know, these are like $200. But, they gave me a coupon at the Laser Eye Institute, and it's only $30. Hmm. So expensive. Con cho con đó ăn á hả? Con cho con đó ăn á hả? Con nói đi, mâm mâm mâm. Con nói hả miệng ra. À, con nói đi em. Đúng rồi. À. You want to chicken neck? Rồi rồi. Giờ này là gần 7 giờ mà ăn cái này chắc tối khỏi ăn tối luôn hay gì trời. Wow, you're just like a lion. Just like a lion. Ok chị đi. Con muốn mở không? Mẹ mở cho con nha. Bữa nay là mẹ mua cho chay cái mấy cái letters. A, B, C, D, E, F, G. Con ạ mẹ chưa? Ooh. Wow. Rồi, chơi đi. A đâu? A đâu? A nè. A. B. Rồi. C đâu? No, cái đó đâu phải C con. C đâu? Kiếm C coi. C đâu? C đâu? C nằm trong đây, đúng rồi. C nè con. C. C bỏ vô đây. Bỏ xuống đây. C. Mấy mẹ chùa mặt ha. Baby, pull them all away from her and give her one at a time. Nè. A. Sắp đi con, sắp đi. Đổ. Cái này là dính nước cũng không sao nữa nè. A đâu chỉ mẹ coi. A kiếm đi. A sắp vô. No cái gì mà no. A B đâu. B C D. B. E, F, G. Chị có một cái tật là thích, rất là thích sắp đồ. Hát rồi đó. Trời ơi hát. Rồi, tiếp tục coi. Cái gì đó? JD, what color is this? B.
Đúng rồi, giỏi quá. Pink. Good job, JD. JD, what color is this? Pink. No. What color? Pink. Red. Red. Good job, JD. Yeah. JD, red. Yeah. Rồi, what color is this? Pink. No. Red. No. Blue. 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 Good job, JD. Đó, cái này sắp nè, thấy không? Ok, what color is this? Pink. Đó, cái này pink đúng nè. Pink. Good pink. Job, JD. What color is this? Pink. No. Yellow. Blue. Yellow. Blue. Yellow. Blue. What color is this? Orange. Red. Orange. JD, what color is this? Pink. Orange. Nói tùm lum tới lè hết. Nói nè, đây nè. Đây. Orange. Say orange. 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 Nè. Orange. Aisu. Rồi đó, aisu đây. Rồi, màu này màu gì đây? Màu này màu gì? Green. Good job, JD. Nè, green nè. Đó. Đây, đây mẹ đưa cho. Đâu á? It's like gold. Chữ gì đó? B. Nói đi con, B. Sao? Nói cái gì mẹ không hiểu con nói gì. What color is that? Pink. Hỏi cái gì cũng pink không à. She likes to say pink. Are you a pink girl, JD? Is that your favorite color, pink? Chơi 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 đi. Can you say baby? Can you say baby? Baby. Pink đó, đúng rồi, pink đó. Hồi sáng này nó cầm một cái màu lên nó nói purple, nghe hết hồn luôn á chứ. Purple. Đúng rồi. Purple. Violet. Purple là màu gì? Màu tím. Đó, biết nó làm gì không? Cô chú biết nó làm gì không? Nó nghe tiếng chó sủa ngoài đó. Nó đứng nó thở như chó vậy đó. Chó thở làm sao chay? Chay, chó thở làm sao con làm mẹ coi coi. Chó thở vậy phải không? Đó, chó thở. Ớn mà dễ sợ thì cái gì? I see you. Màu đó màu gì á? Pink. Pink gì nó cũng pink. 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 Đó, cô chú thấy chay chơi sắp không? Thấy thương không? Pink. Đó, mẹ mới mua cho chay đó. R. Đúng rồi. R. Ủa, A mà còn S nữa. Frog. Yellow. Yellow frog. Nói đó bây giờ là chay đang trong thời kỳ là đang nói dữ lắm á cô chú ơi. Màu đó màu gì? Green. Green. Là màu gì? Màu xanh. Trời, cái gì à? Cái gì à? Con gì? Màu đó màu gì? Xịt nước ra đó hả? Dặn cho nó xịt nước ra hả? Cái gì à? Rồi, lên xe đề máy đi chay. Lên xe đề máy. Ủa?
Đó, chơi về lên xe đề máy đó cô chú. Wow. Cho có mặt càng có mặt cái cưng cưng không? Đó, đề máy đó, đề máy đi. Có ai như mẹ không chơi, tự ngồi quay clip và tự ngồi cười của mình luôn rồi chơi. Trời ơi, chơi cái áo chơi mặt ý nghĩa lắm mà cô chú, hồi nãy về chú có thấy cái gì vậy? Cái gì vậy? Trốn. Cướp. Đi, let's go. Let's go, sweetheart. Bring the boat back. Huh? Boat back. It'll bring the boat back. Okay, number one. Đi. Ew. Để lên. Lấy banh vô hả? Thôi, đừng đi. Đi. This way. Sao chay ưa ngồi kiểu đó vậy con? Hả? Thôi con đi đường đó, mẹ đi đường này nha. Chay vậy lại đó chơi với cái chú kia rồi. How was your birthday, Jim? Oh, it's awesome. Yeah. I loved it. She came over and hung out with the kids. Yeah, she loved it too. It was good times. Yeah. So you just turned like 22 or something? 56. Oh. Thank you. Jay, here you go. James, watch. Oh, wow. Không thể trúng chân như vậy, ông nói xin lỗi. Chạy đi, thảy đi con. Throw it, Jody. Chạy đi. That's what she did last night. She can bring me stuff. That's what she likes to do. She brought me chips. She brought me chips first. She brought me a chip. Ông đang ngồi uống bia với mấy người bạn hàng xóm mà ông thấy con chay cái ông chạy ra ông chơi với con chay không thấy tội không? Where's Susan? She's cooking. Oh. Hôm qua là chay, là tối hôm qua chay đi qua chay ăn sinh nhật đó cô chú. Ăn sinh nhật của bác này đó. Bác này tính ra tuổi là bằng bà ngoại của chay luôn đó cô chú. Oh. Jay, thử đi Jay, blow. Yeah. Good job, JD. Come here. Do it again. Do it again. Yeah. Good job, JD. Do it again. One more time. Ooh. Yay. Here, I'll do it here. Here, I'll do it again for you. Ready? Yay. Đi say hi. Hi. Dạ. Dạ, bác này lại chơi chay nữa nè. Chay. Look. Các bạn thấy thương không? Mấy người đàn ông của Mỹ người ta cưng nít dễ sợ luôn á. Lại chơi đó, lại chơi rồi khen đầu này kia nữa. Ai mà thấy nít nó cũng trời, coi bà để tay đây. Coi bà để tay sau nít kìa. Chay kìa, thở bong bóng kìa. Good job, JD. Say bubbles. You popped it. Here you go. You're so cute. Thank you. She's adorable. Oh, yeah. Ông khen con adorable kìa, Chay kìa. Ông khen con đáng yêu quá kìa. Lại lấy cho banh, đá banh đi. Đó, okay. Tự nhiên người ta mua, người ta dựng cái này lên để đánh banh, đánh đồ chơi cho vui đó mọi người. Hello.
Rồi đi chưa, bây giờ đi chưa? Giờ đi chưa nè? Đằng đây nhạc nhiều quá không biết có bị copyright không nè. Hello. Chơi này không, chơi thảy này không? À bây giờ chỉ chơi thảy này nè, chơi đi. Chơi đi, lật, lật. Chơi nè, thảy nè nghe, thảy nè. Yeah! Rồi tới con thảy đi, thảy đi. Thảy vô. Again. Here, do it again. Thảy vô cái lỗ đó. Good job, JD. Yeah. Yeah. Wow. Yeah. Wee. Đứng lại đây, lại đây. Come here, come here. Lại đây, đứng đây nè. Rồi, thảy vô. Thảy vô. Wow. Thảy vô. Ôi, chơi vậy chơi gian, Đi nè, để lại đây giống mẹ nè, đi nè, đứng nè. Đứng bạn nè, có mẹ nè. Chạy đi, lật. Lật. Yeah. This is not how you play. Yeah. Nó vô nhà người ta chơi đó. JD, let's dance. Let's dance, JD. À, cô chú coi kìa. Coi nàng công chúa được ba bồng thở bong bóng nè. Cái này là đúng là công chúa bong bóng luôn rồi nè. Trời ơi, vừa nằm mà vừa thở bong bóng coi coi đây không. Low. Thấy không? Cháu của Đan Trường đó cô chú, đang nằm. Đang nằm thở bong bóng. Rảnh lắm. Mẹ không ai rảnh bằng mẹ đó. Thấy không? Tôi đi sụt lùi cái hồi chút nữa tôi té xuống sông bây giờ đó. Từ từ nha, baby slow down, I'm gonna fall. Để có được những cái bức ảnh mà tuyệt vời cho cô chú là người nào là người cực nhất, mẹ chay chứ ai. Mẹ chay phải lăn lộn giang hồ. Để lên, đi, lên. Let's go on a boat ride chị đi. Let's go. Yeah. Thôi thở đi con. Không. Ê. Coi chừng nha, coi chừng ba chạy cái là đổ hết bong bóng đó nha. Là không có chơi đó. Thở đi. Good job, vậy đi. Trời ơi, cầm coi chừng đổ, mẹ sợ quá đi á. Đổ còn không có chơi chứ không có gì, mẹ không có sợ gì đó. Quay mặt lại đây coi. Trời ơi, giờ thổi gì cụ bắp vậy? Good job, vậy đi. Giỏi quá. Đâu bậy, thổi giờ bậy rồi, đúng rồi. Good job, bữa giờ không có thổi nên quên rồi phải không? Baby, see they put up for sale on, see that? Yeah, they want like $4 million. No, there was Tristan told me there was an offer for like $450. Didn't take it. They may. I saw Tristan and Sarah Friday. The whole family. Yeah, they came for a wedding. Wow. Tristan, I'm telling you, he is the nicest guy. He's so rich, but then he's the friendliest. Polite. So polite. Super rich. He was raised well. Yeah. Okay, so this is good music, you know? JD, thổi đi con.